Hôm nay, Công an huyện Nghi Lộc và Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung điều tra vụ nổ xảy ra tại một gia đình ở xã Nghi Xuân, làm một thanh niên trọng thương phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu. Sáng hôm qua, người dân sống gần nhà hộ dân này nghe một tiếng nổ lớn và khi chạy đến xem thì thấy anh Phạm Thanh Sơn, 21 tuổi, con trai của gia đình này và là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nghệ An bị thương nặng nằm bất tỉnh. Sức công phá của vụ nổ khiến căn nhà này bị hư hại hoàn toàn, bức tường đổ sập, toàn bộ phần mái bằng tôn bị thổi bay, nhiều đồ đạc vật dụng trong nhà hư hỏng vỡ vụn. Bước đầu các ngành chức năng xác định nhiều khả năng nguyên nhân vụ nổ là do cậu sinh viên tự chế pháo nổ tại nhà.